Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư hiện nay đã trở thành địa chỉ đỏ cách mạng, nơi lưu giữ nhiều dấu tích của những lần Bác về thăm Thái Bình. Và nơi đây đã trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, cũng như là nơi để người dân có thể lui tới để nhớ về những lần Bác về thăm Thái Bình, nhớ về những lời dạy của Người đối với người dân Thái Bình. Ngôi nhà lá này chính là địa điểm mà những năm 1966-1967 là khu nhà làm việc và sinh hoạt của cán bộ cơ quan tỉnh ủy Thái Bình khi sơ tán về đây. Đây cũng chính là địa điểm mà Bác Hồ từng nghỉ qua đêm vào ngày 31 tháng 12 năm 1966. Chiếc bàn gỗ, giường gỗ đơn sơ, chiếc hầm bê tông tránh bom như vẫn còn in hình bóng của Bác. Nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ viếng thăm, học tập, tìm hiểu về truyền thống cách mạng để thêm tự hào về mảnh đất quê hương. Tại nơi đây thì chúng tôi cũng có những hoạt động để gìn giữ và bảo vệ cảnh quan, cũng như là tuyên truyền những cái lịch sử tại khu lưu niệm. Hàng năm thì chúng tôi cũng tổ chức kết nạp đoàn cho các đoàn viên thanh niên. Qua đó thì chúng tôi sẽ nỗ lực và cố gắng hơn nữa để phấn đấu học tập theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Khu lưu niệm Bác Hồ tại xã Tân Hòa hiện có khuôn viên rộng khoảng 5.000 m², đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhà triển lãm là nơi thờ Bác và cũng là nơi lưu giữ, trưng bày hàng trăm hình ảnh, tài liệu, hiện vật về Bác Hồ với Thái Bình, như những bức thư Bác gửi đồng bào các xã, các huyện có thành tích trong sản xuất, học tập, hình ảnh trong 5 lần Bác Hồ về thăm Thái Bình, các đồ dùng sinh hoạt Bác sử dụng trong căn nhà sơ tán của tỉnh ủy năm xưa, chiếc thuyền gỗ đưa Bác qua sông Trà Lý khi Người về thăm Thái Bình. Nhân dân, cán bộ của thôn Đại Đồng chúng tôi thì cũng rất là vinh dự, từ đó cũng nêu cao cái tình trách nhiệm, tiếp tục phát huy cái truyền thống của quê hương cách mạng để giữ gìn rồi bảo vệ cho cái công trình này nó được như vậy là mãi. Đảng bộ và nhân dân cũng thường xuyên quan tâm để làm sao ấy cái khu lưu niệm của Bác ấy được đẹp về cảnh quan, rồi đẹp về môi trường, và khách đến tham quan thì là cái nơi mà có thể nói là để phát huy được cái giá trị của khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi năm, khu lưu niệm đón hàng nghìn người đến thăm viếng tưởng nhớ Bác, tìm hiểu các tư liệu về Bác, nhất là vào các dịp quốc khánh hay lễ Tết. Khu lưu niệm đã trở thành nơi hội tụ niềm tin, thể hiện lòng kính yêu vô hạn của các thế hệ cháu con Thái Bình với Bác. Gần 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã luôn đoàn kết, thực hiện lời di huấn thiêng liêng của Người, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.